Chào mừng các bạn đến với kênh Tofu Review. Trong quá trình xem có bất kỳ thắc mắc nào thì các bạn comment bên dưới giúp mình nha. Nếu có ai muốn DONATE ủng hộ mình thì mình có để thông tin ở phần mô tả nha. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Chuyện audio, siêu phàm sát thần, đô thị cực phẩm y thần, tập 1285-1289. Tập 1285 Cố nhiên đồ lan tâm cho Diệp Thần làm áp lực, nhưng là Diệp Thần vẫn là bước ra một bước, nói, một ngày vi sư suốt đời là cha, ta vi sư phó trả thù, không có bất kỳ sai. Con đường võ đạo, tu chính là tim, tu chính là tim không hối hận. Nếu như ngươi cố ý cho rằng ta có sai, vậy ta nguyện ý chịu phạt. Nhưng là thần cực tông nhưng là rét lạnh ta tim. Lời nói rơi xuống. Ngắn ngủi dừng lại mấy giây. Đồ lan tâm ống tay áo vung lên, rời đi. Đồng thời, giữa trời đất truyền đến một đạo thanh âm mờ ảo. Ở thần quốc Diệt môn, phải làm sạch sẽ. Ở ngươi rời đi Hàn gia sau đó, có 37 người muốn liên hiệp thế lực đối phó ngươi. Bất quá, những cái kia đối với ngươi tạo thành uy hiếp người, ta tất cả đều xóa đi. Võ đạo tu không riêng gì tim, càng tu tuyệt tình. Lần sau, ta sẽ không lại vì ngươi xử lý loại chuyện này, tự thu xếp ổn thỏa. Diệp Thần hơi kinh hãi. Đồ Lan Tâm lại vẫn giúp mình chùi đít. Xem ra mình rời đi. Đồ Lan Tâm một mực chú ý. Cái này Đồ Lan Tâm tại sao phải đối với mình như vậy? Thật đơn thuần nhìn chúng mình thực lực. Thôi, chuyện này ta cũng không tra cứu, ngày mai đi ngay thần ma chỉ, một ngày không đi, ta tìm khó an. Một đêm yên lặng. Giờ phút này, thần ma chỉ bên ngoài, Diệp Thần và Chu Viễn Tân đã tới biển sương mù trước. Ngay tại hắn sắp bước vào biển sương mù bên trong lúc đó, mơ hồ bên trong, một bóng người, đột nhiên xuất hiện ở Diệp Thần trước người. Diệp Thần hướng bóng người kia nhìn, chỉ gặp một người tóc bạc hoa dâm, mặt đầy nếp nhăn, da ngăm đen. Cả người hơi thở tối tăm, nếu không cẩn thận xem, có thể cũng sẽ đem cái này ông già, làm một tấm gỗ đầu. Bất quá, Diệp Thần đối với cái này ông già nhưng không có chút nào khinh thị chi tìm. Người này là một người cực kỳ cường đại võ giả, hơn nữa vẫn là không kém chút nào trương đạo sư, thậm chí mạnh hơn chảm ách cảnh võ giả nếu như diệp thần đoán không lầm hẳn đã đạt đến chém ách đỉnh cấp thần cực tông không hỗ là thần quốc một cùng tông môn khủng bố như vậy cách đó không xa chu viễn tân thấy vậy cả kinh hắn biết liên quan tới thần ma trì có một cái truyền thuyết ở thần ma trì biển sương mù bên trong che giấu một người thực lực vô cùng là kinh khủng ông già ông cụ này chính là cái này thần ma trì canh phòng hắn hộ vệ thần ma trì đã không biết có đã bao nhiêu năm nhưng có thể khẳng định là chí ít cũng ở đây vạn năm trở lên. Ông cụ này, mặc dù một mực ở biển sương mù bên trong, có thể vào thần ma chỉ đệ tử, cũng rất thiếu rất ít, có thể thấy được hắn. Nghe nói, mấy trăm năm, cũng chỉ có thể có một người, cùng cái này ông già có duyên phận, có thể gặp phải đi. Mà ông cụ này xuất hiện sau này, thường thường sẽ cho gặp đệ tử, một ít thành thật khuyên. Những cái kia nghe theo ông cụ này thành thật khuyên, không một ngoại lệ, Toàn bộ đều trở thành đệ tử nội môn, thậm chí là đệ tử chân truyền. Mà những cái kia, không thấy ông già thành thật khuyên người. Kết quả, nhưng vô cùng là thê thảm. Hoặc là trọng thương, hoặc là trực tiếp chết. Có người nói, ông cụ này là bởi vì là không nhẫn tâm, thấy được bên trong tông đệ tử ưu tú tàn lụi, mới sẽ ra mặt khuyến cáo. Bất kỳ có thể làm cho ông già hiện thân đệ tử đều là cực kỳ yêu nghiệt tồn tại. Chu Viễn Tân kích động ông cụ này xuất hiện đủ để chứng minh diệp thần thiên phú à lão kia người đôi mắt khép hờ chậm rãi mở miệng dùng vô cùng thanh âm khàn khàn nói ngươi muốn vào thần ma trì diệp thần hướng về phía ông già thi lễ một cái nói không sai tên kia ông già trầm mặc chốc lát lần nữa mở miệng nói trở về đi ngươi tư chất không tệ cùng đột phá thái hư sau này lại tới nếu không ngươi biết chết chu viễn tân sắc mặt biến đổi cái này ông già lại khuyên diệp thần rời đi Mặc dù Diệp Thần sáng lập vô số kỳ tích, Chu Viễn Tân hết sức tin tưởng Diệp Thần, nhưng cái này ông cụ thần bí, vạn năm tới, nhưng mà một lần cũng không có sai qua à. Trong chốc lát, biển sương mù bên trong không khí đều có chút nặng nề. Diệp Thần sau khi hít sâu một hơi, như là mặt lộ vẻ rừng rưng nụ cười hướng về phía ông già nói, đa tạ tiền bối quan tâm, không quá ta tin tưởng, ta có thể. Chu Viễn Tân có chút lo lắng nhìn Diệp Thần, bế quan có thể đi chỗ khác đóng, có thể nếu như Diệp Thần muốn xông cái này thần ma trì, có thể thì thật nguy hiểm à. Trình độ nào đó mà nói, so với bị những cái kia ngoại môn cường giả để mắt tới càng đáng sợ hơn. Trên thực tế, thần ma trì gần đây đã là gần như hoang phế tồn tại, bởi vì cho dù là đệ tử chân truyền, lấy bọn họ thân thể tố chất có thể chịu đựng năng lượng chợt tăng bên ngoài ao cũng không có mấy người. Mà những đệ tử khác chỉ là đứng ở bên cạnh ao cũng đã vô cùng là miễn cưỡng mà cái gọi là thần ma chỉ. Nếu như ngươi không tiến vào trong ao mà nói, hiệu quả, có thể nói là cực kỳ bé nhỏ. Chu Viễn Tân vốn là đối với Diệp Thần tồn tại kỳ vọng, ảo tưởng, cho rằng lấy Diệp Thần tư chất, nói không chừng có thể tiến vào thần ma chỉ đâu. Có thể hiện tại, hắn hối hận, không nên mang Diệp Thần tới nơi này à. Vậy vô cùng già nua ông cụ thần bí nghe vậy, nếp nhăn trên mặt, nhìn như tựa như càng thâm thúy một phần, hắn giọng trở nên lạnh một phần, vậy mang theo một phần nghiêm nghị, hướng về phía Diệp Thần nói. Người tuổi trẻ, lão phu vậy từng trẻ tuổi qua, biết ngươi rất kiêu ngạo, vậy gặp qua không đếm xuể. Xem ngươi như vậy kiêu ngạo yêu nghiệt, có thể, ngươi biết, bọn họ không nghe lão phu khuyến cáo, cũng sẽ là kết quả gì không. Bọn họ, hoặc là căn cơ làm tổn hại, từ đây mẫn nhiên mọi người, hoặc là trực tiếp từ trên cái thế giới này biến mất, hình thần câu diệt. Ngươi sẽ không thật cho rằng, mình chính là vạn cổ người thứ nhất chứ. Trên cái thế giới này cho tới bây giờ không thiếu thiên tài, thiếu là có thể sống sót thiên tài. Tiểu tử, mệnh không có, thiên phú cao hơn nữa, cũng là vô dụng. Nếu như giống vậy đệ tử, ông cụ này căn bản không biết nói như thế nhiều, bất quá, lấy hắn ánh mắt, có thể nhìn ra được, diệp thần tư chất, nghịch thiên cực kỳ, cho nên, nổi lên yêu tài chi tìm. Nếu như, diệp thần vẫn là không biết điều nói, vậy thật chính là chết không có gì đáng tiếc, dù sao, xem cái này loại của ngông vô biên người, coi như không chết ở thần ma trì, vậy sống không lâu dài. Cái này ông già nói, mặc dù vô cùng là trói tai, nhưng Diệp Thần lại không quá mức để ý, bởi vì hắn nghe được, cái này ông già là một phiền ý tốt. Có thể, Diệp Thần nhưng là lần nữa thì lễ nói, tiền bối, vãn bối tâm ý đã quyết. Vậy ông cụ thần bí ngoài miệng hoa dâm dâu động một cái, trợn mắt nhìn Diệp Thần một mắt, đã bao nhiêu năm, hắn tâm cảnh, cũng không có một chút ba động, có thể hiện tại, nhưng bởi vì thằng nhóc này mà tức giận. Thằng nhóc này, làm sao như thế bướng bỉnh đâu. Bất quá, hắn lại không có tiếp tục nói nữa cái gì, mà là than nhẹ một tiếng nói, lượng sức mà đi, như ngươi còn muốn sống, tối đa hai tiếng, liền muốn đi ra, đó là ngươi cực hạn. Dứt lời, thân hình chớp mắt, liền biến mất không thấy. Hai tiếng sau, Diệp thần lẩm bẩm một câu, ngay sau đó cười một tiếng, lờ đễnh. Diệp Thần tiến vào rừng cây bên trong, ở hắn bước vào trong đó ngay tức thì, trên lệnh bài ánh sáng trắng lóe mạnh, liền giảm đi liền một phần chia điểm cống hiến. Không đi hai bước, Diệp Thần liền dừng bước, mặt lộ hơi kinh ngạc vẻ, ở trước mặt hắn, một hồi vô cùng là vô cùng là cường đại năng lượng khí tức, đập vào mặt, nhắc tới cảm giác xem cái gì. Giống như là cảm thấy đậm đà, tinh thuần vô số lần thiên địa linh khí vậy à. Câu ca giao tốt là thuốc ba phần độc. Linh khí đậm đà đến trình độ nhất định, cũng là có thể đưa người vào chỗ chết. Hơn nữa, từ hơi thở này xem ra, bản chất lên và thiên địa linh khí vẫn là có nơi khác biệt. Thiên địa linh khí như nước, thân thiện, dễ bảo, dễ dàng hấp thu. Mà vật này thì giống như là lửa, bá đạo, nhiệt liệt, vì có thể tiến vào tu võ giả trong cơ thể, sợ rằng sẽ lợi dụng hắn năng lượng, cưỡng ép khai thác tu võ giả kinh mạch, thanh trừ trong cơ thể tạp chất chứ. Nguyên nhân chính là như vậy, mới có thể đạt tới tẩy cân phạt tùy tăng lên tiềm lực công hiệu. Nhưng, đồng dạng cũng là vô cùng nguy hiểm. Mà ở đó cuồn cuộn hơi thở sau đó, chính là một khối tiểu hồ, trong đó nước hồ, cùng nước thông thường, có chút không cùng, tản ra bạch quang nhàn nhạt, nhạt, không ngừng lưu động. Vậy, chính là thần ma trì. Diệp thần ngương mắt nhìn thần ma trì, trong mắt tràn đầy nóng bỏng, thần sắc hưng phấn. Như vậy thuần túy năng lượng là hắn cần nhất à. Bất quá, Diệp thần vẫn là bé nhạy cảm giác được, cái này phiến tiểu hồ bên trong năng lượng vẫn là có trộn lẫn tạp chất, dẫu sao, nơi này chỉ là bên ngoài ao mà thôi. Nhưng cho dù là cái này bên ngoài ao, đã để cho Diệp Thần vô cùng hài lòng, suy nghĩ một chút bên trong ao. Diệp Thần trên gương mặt đều không khỏi được nổi lên một chút cười ngây ngô, giống như chúng cái gì giải thưởng lớn như nhau. Lúc này, hắn không do dự nữa, thân hình chớp mắt, liền đến bên ngoài bên cạnh ao duyên, thậm chí không chần chờ chút nào, liền trực tiếp tiến vào thần ma chỉ bên trong. Vô liêm sỉ, trôi lơ lửng ở thần ma trì bầu trời, đang yên lặng nhìn chăm chú diệp thần ông cụ thần bí, không khỏi được tức giận mắng một tiếng. Thằng nhóc này cũng quá khinh thường đi. Coi như là những cái kia chảm ách cảnh đệ tử chân truyền tiến vào cái này thần ma trì đều cần ở ao nước bên trước thích ứng một chút thần ma hơi thở mới sẽ tiến vào trong đó à? Ngươi bất quá là phong môn cảnh, coi như thiên phú khá hơn nữa, trực tiếp nhập ao cũng là tuyệt đối không cách nào tiếp nhận thằng nhóc này rõ ràng là đối với quanh mình hoàn cảnh bá đạo mạnh mẽ không có chút nào khái niệm à vốn là hắn cuối cùng còn chưa nhẫn nhìn diệp thần chịu chết chuẩn bị âm thầm xem xét đến vạn bất đắc dĩ lúc đó ra tay đem diệp thần cứu có thể diệp thần như thế một làm hắn rất có thể liên cứu cũng không kịp cứu diệp thần thì phải trực tiếp bị thần ma chi khí đánh vào thành cạn bà hắn ánh mắt lập tức ngưng trọng cẩn thận tìm kiếm diệp thần tung tích có thể một khắc sau ông cụ thần bí tim liền chìm xuống. Không có một vật. Trên mặt hồ, căn bản không có một vật à. Chẳng lẽ thằng nhóc này, liền trong nháy mắt vùng vẫy cũng không có, lúc này biến mất. Còn như, Diệp thần lẻn vào dưới nước, hắn chính là cây bản không có suy nghĩ qua, trực tiếp coi thường. Thần ma chỉ năng lượng, là sẽ lắng động, nói cách khác, càng đi đáy ao, năng lượng càng mạnh. Cho dù là bổn tông đệ tử chân truyền, đều không mấy cái có thể lẻn vào đáy ao, chớ nói chi là phong môn cảnh diệp thần hơn nữa thằng nhóc này vẫn là liền thích ứng đều không thích ứng trực tiếp tiến vào trong ao nếu là có thể nhập đáy hồ mới kỳ quái ông cụ thần bí không khỏi được thở dài một cái lại một cái tiền đồ vô lượng thiên tài chết tại liền rốt nát hắn lắc đầu một cái liền chuẩn bị rời đi chờ một chút ngay tại lúc này ông cụ thần bí đột nhiên chú ý tới trên mặt hồ tựa hồ có một chút dị thường thần ma trì bên trong, những cái kia do thần ma chi khí năng tính ngưng kết mà thành, tản ra bạch quang nước hồ, lại lấy diệp thần tiến vào trong hồ chỗ rơi là bên trong tim, bắt đầu lưu động, xoay tròn. Ông cụ thần bí nguyên bản nhìn như có chút u ám hai trong mắt, lập tức bộc phát ra hai đạo chói mắt sạch bóng. Tại sao có thể như vậy? Hắn kêu lên một tiếng, chặt chẽ nhìn chằm chằm vòng xoáy kia bên trong tim. Một màn này, hắn rất quen thuộc, thật sâu khắc ghi ở hắn trong ký ức nhưng đã ước chừng vạn năm, chưa từng thấy qua à. Cái này rõ ràng là bắt đầu hấp thu số lớn thần ma năng lượng dấu hiệu à. Hơn nữa, xem cái này quy mô đều phải đổi mới ông già trong ký ức ghi chép liền à. Tại sao có thể như vậy? Ông già khó có thể tin nhìn vậy tốc độ xoay tròn, càng lúc càng nhanh vòng xoáy, cơ hồ đều muốn không cách nào suy tư. Nhìn vòng xoáy dáng vẻ, diệp thần đều không ngừng là lẻn vào trong đó, là trực tiếp lẻn vào đáy ao liền à một cái phong môn tồn tại, không có làm bất kỳ chuẩn bị gì, liên tiến vào thần ma chỉ bên trong, thậm chí còn lẻn vào đáy ao. Có thể hắn, không những không có chết, còn bắt đầu hấp thu số lớn dậy thần ma chỉ thần ma năng lượng. Cho dù là thấy qua vô số yêu nghiệt ông cụ thần bí, cũng không nhịn được muốn hỏi một câu. Cái này, vẫn là người sao? Quá biến thái đi. Lúc này, thân ở thần ma chỉ để diệp thần, cũng không phải tốt như vậy chịu hắn có chút đánh giá thấp cái này thần ma chỉ kinh khủng lúc này hắn thân thể đang không ngừng nổ tung kinh mạch bắp thịt xương cốt nội tạng cũng đang điên cuồng bể tan tành bên trong thần ma khí năng lượng quá bá đạo cho dù lấy diệp thần căn cơ diệp thần thể chất đều có chút không cách nào nhận chịu đổi thành phổ thông võ giả chính là chảm ách cảnh cường giả xem hắn như vậy tùy tiện nhập ao còn lẻn vào đáy ao đều sẽ chết chứ bất quá Diệp thần sắc mặt, nhưng vẫn duy trì bình tĩnh, thậm chí còn mang theo vẻ vui sướng. Cái này thần ma chỉ càng khủng bố, càng bá đạo, hắn lấy được chỗ tốt, lại càng lớn. Hắn bất hủ thần thể, ma khu, xích trần thần mạch, lăng phân tâm mạch, toàn bộ khởi động. Hắn thân thể, mặc dù có chút không chịu nổi, có thể không đại biểu cái này thần ma năng lượng có thể đưa hắn vào chỗ chết. Diệp thần thân thể, mặc dù đang không ngừng bể tan tành, phân giải, nhưng cũng ở lấy một loại khó mà hình dung tốc độ, đang bay nhanh sống lại, khép lại. Diệp thần sinh mệnh lực, một mực chính là hắn chỗ dựa lớn nhất một trong. Đây chính là có thể so với, thậm chí áp đảo vạn kiếp thể trên sinh mệnh lực à. Diệp thần vậy không đoạn tê liệt khóe miệng, dương lên một cái nụ cười. Nếu không phải loại trình độ này năng lượng, như thế nào có thể giúp hắn đột phá cực hạn, tẩy cân phạt tủy đâu. Nửa giờ sau này, giữa không trung ông cụ thần bí, lúc này, đã là một bộ thấy quỷ thần tình. Diệp thần, đến bây giờ còn không có nổi lên mặt nước. Ước chừng ở nơi này thần ma chỉ để, nán lại nửa giờ à. Dựa theo ông già đối với hiện tại bên ngoài ao thần ma nồng độ biết rõ, ở thần ma chỉ để nửa giờ, cơ hồ tương đương với ở mặt nước vị trí, nán lại ba ngày liền à. Hắn trên khuôn mặt già nua, lộ ra vẻ lúng túng. Ban đầu, hắn còn một bộ cao nhân bộ dáng đối với Diệp thần nói, để cho hắn hai tiếng đi ra cái này hai tiếng tự nhiên không phải chỉ ở đáy ao ngây ngô một giờ hơn nữa dù vậy hắn cũng cho rằng diệp thần 10 có tám chín sẽ chết có thể hiện tại diệp thần không chỉ có sống thật tốt hơn nữa vòng xoáy kia tốc độ xoay tròn tựa hồ nhanh hơn à bất quá ông cụ này nhìn vòng xoáy kia trong mắt càng nhiều hơn như là mừng rỡ thần cực tông có một tên yêu nghiệt như vậy lo gì không thể cuột khởi đồng thời hắn cũng có chút oán trách đương nhiệm trưởng môn cùng với một tất cả trưởng lão. Tập 1286 Như vậy yêu nghiệt, làm sao sẽ mặc trước đệ tử tạp dịch quần áo trang sức? Những người này lại để cho hắn từ đệ tử tạp dịch làm lên. Con mẹ nó đám này đứa nhỏ là ở phí của trời sao. Ông lão trong mắt thậm chí nổi lên một chút lửa giận, hắn thực lực, mặc dù cùng trưởng môn, trưởng lão so sánh, không tính là quá mạnh mẽ, nhưng là nếu bàn về bối phận, Bây giờ thần cực tông bên trong, thật đúng là không mấy người so hắn cao. Hắn quyết định, cùng Diệp Thần ra thần ma chỉ sau đó, cho giỏi tốt và trưởng muôn các trưởng lão nói một chút, nếu không phải cầm Diệp Thần thu làm đệ tử thân truyền mà nói, hắn liền tự mình đem Diệp Thần thu làm môn hạ. Vòng xoáy phần đáy Diệp Thần, tự nhiên sẽ không biết ông già đang suy nghĩ gì, hắn đôi mắt khép hờ, ngưng tụ lại liền toàn bộ tâm thần, tập trung vào luyện hóa vậy vô cùng mênh mông thần ma năng lượng. Hắn cả thân máu thần, ma huyết chân linh máu, luân hồi huyết mạch đều bị hoàn toàn kích hoạt, đang điên cuồng cắn nuốt thần ma bên trong năng lượng, bổ cố thân. Nếu như Diệp Thần thoáng có một chút chậm lại, bị thần ma năng lượng trào vào bên trong cơ thể tốc độ đuổi kịp, cho dù là hắn, vậy rất có thể trực tiếp bạo thể mà chết. Dần dần, Diệp Thần thân thể tựa hồ có chút thích ứng thần ma năng lượng, thân thể chữa trị tốc độ, vậy vượt qua bể tan tành tốc độ. Diệp Thần trong lòng vui mừng, hắn biết mình thể chất lại cường hóa. Mặc dù không nhiều, nhưng, hắn tiến vào thần ma chỉ thời gian cũng không dài à. Chỉ là suy nghĩ một chút, Diệp Thần đem toàn bộ bên ngoài ao luyện hóa sạch sẽ sau này, thực lực sẽ tăng lên đến tầng thứ gì, hắn đều phải cười ra tiếng. Bất quá, ngay tại Diệp Thần có chút an tâm, yên tâm lúc đó, để cho Diệp Thần có chút giờ khóc giờ cười phải, vậy thần ma năng lượng vòng xoáy tốc độ xoay tròn, đột nhiên tăng nhanh. Ầm một tiếng, Diệp Thần trong cơ thể phát ra một tiếng nổ vang, khó mà chịu được thống khổ từ hắn cả thân mỗi một cái tế bào bên trong truyền ra. Thật là giống như hơn trăm triệu cầm vô cùng sắc bén, thật nhỏ dao găm, đồng thời thọt nhập mình trong cơ thể vậy. Đau được Diệp Thần một hồi nhe răng tuét miệng. Mới vừa khôi phục một chút thân thể, lại lần nữa bắt đầu bể nát. Thật là giống như cái này thần ma năng lượng đang ép Diệp Thần tiến bộ, cường hóa, không cho được hắn thư giãn chút nào vậy à. Quả nhiên bá đạo vô cùng. Ngay tại Diệp Thần, hết sức vui vẻ thời điểm, thần cực tông ngoại viện cùng tạp dịch viện nhưng là gió nổi mây vần ngoại môn thứ nhất diệt thiên kiếm khâu vấn muốn ở 7 ngày sau khiêu chiến tạp dịch viện đệ tử mới vô diệp thần tin tức truyền ra khâu vấn mặc dù trên danh nghĩa vẫn là ngoại viện đệ tử nhưng thực hắn đã sớm có tiến vào bên trong viện thực lực cho nên đến nay mới ngưng vậy căn bản không có ngoại viện người dám khiêu chiến hắn mà khâu vấn vì tạm thời không đưa tới thần cực tông cao tầng chú ý cũng không có chủ động hướng những người khác khiêu chiến nếu như cho thấy quá mạnh mẽ thực lực, cao tầng có thể sẽ để cho hắn trực tiếp thăng vào bên trong viện. Có thể hiện tại, cái này bên ngoài viện đệ tử trong lòng giống như thần ma giống vậy tồn tại, nhưng muốn khiêu chiến một cái đệ tử tạp dịch. Tin tức này, quá kính bạo. Trong chốc lát, cơ hồ không có ngoại viện, tạp dịch viện người, không biết diệp thần danh tự này. Hơn nữa, diệp thần vừa vào cửa liền tiêu diệt tạp dịch thứ nhất Vương Bảo Tuyền, vỡ nát ngoại viện đệ tử Lý khoái Thư Chi Đạo Tin một chiêu trọng thương ngoại viện thiên tài lang thiếu thiên, giống vậy một chiêu đem ngoại viện 53, cự linh kiếm viên đảo chém thành hư không, cự tuyệt mở ra đạo sư mời. Những tin tức này vậy hoàn toàn truyền ra. Trong chốc lát, Diệp Thần ở trong lòng mọi người cũng đổi được vô cùng truyền kỳ đứng lên, thật là giống như là ma thần hạ phàm vậy. Nguyên bản những cái kia đối với khâu vấn khiêu chiến đệ tử tạp dịch có chút xem thường người, vậy bắt đầu mong đợi dậy cuộc chiến đấu này tới. Nhưng vào lúc này, lại một cái biến mất truyền ra. Diệp thần, tựa hồ không thấy. Bị khâu vấn khiêu chiến, cũng không gặp. Ha ha! Những cái kia nguyên bản đối với cuộc chiến đấu này, có chút mong đợi các đệ tử, đều là đối với Diệp thần vô cùng thất vọng. Một đám ngoại môn đệ tử, đang trong tử lầu ăn cơm, trong đó một người nam tử, câu mày nói, không phải nói. Cái đó gọi Diệp thần tiểu tử, ngạo đến trình độ cao nhất, liền trương đạo sư thu hắn làm đồ đệ mời, cũng nhìn hờ hướng sao làm sao hiện tại đụng phải khâu vấn liền bắt đầu chơi mất tích một người khác cười lạnh nói ha ha kẻ thức thời là người tài giỏi hắn coi như không chấp nhận khâu vấn khiêu chiến vậy dễ hiểu dẫu sao đây chính là ngoại môn thứ nhất à ai cũng không muốn tìm chết ta xem à những cái kia liên quan tới hắn lời đồn đãi đều là thả chó rắm đồn bậy bạ người này chính là một phế vật chứ ta cũng như vậy cho rằng phong môn cảnh gia nhập thần cực tông có thể là cái nào dựa vào quan hệ tiến vào rác dưới mình thổi mình tiên tim trong rừng triệu thương trì hướng về phía khâu vấn mang một chút khinh thường cười nói khâu công tử tên phế vật kia tựa hồ là nghe được ngươi muốn khiêu chiến hắn sau đó lập tức liền trốn đi căn cứ ta điều tra hắn hiện tại hẳn tiến vào thần ma trì thần ma trì sao khâu vấn gương mặt bên trên vẻ khinh miệt nồng hơn cười lạnh nói chỉ bằng hắn cũng dám vào thần ma trì tăng lên thực lực phỏng đoán liền ao nước cũng không xuống được chứ. Khâu công tử, hiện tại, làm thế nào? Làm thế nào? Khâu vấn thờ ơ uống một hớp rượu, tránh. Ha ha, chỉ cần người khác vẫn còn ở thần cực tông bên trong, tránh là không tránh khỏi, không gấp, chờ ta huyết mạch thức tỉnh sau này, đi ngay vậy thần ma chỉ bên ngoài cùng hắn đi ra. Lấy thần ma chỉ thần ma độ dày, cho dù không vào trong ao, vậy ngây ngô không được quá lâu, huống chi chẳng lẽ hắn còn có thể xúc ở bên trong, cả đời không ra bất quá nếu như vậy diệp thần cự tuyệt ngài khiêu chiến làm thế nào dẫu sao ngài và phế vật kia không phải một cái phân viện khâu vấn buông xuống ly rượu trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn ánh sáng nói nếu như như vậy vậy thì thôi bổn công tử không phải là không thể tha hắn một cái tiện mệnh bất quá mà hắn phải cho bổn công tử ngay trước mọi người quỳ xuống nếu không há chẳng phải là còn sẽ có người nói bổn công tử không phải một cái nho nhỏ tạp dịch đối thủ mà thần ma chỉ để diệp thần Lúc này, cả người lên lại bị một đoàn ánh sáng trắng bao vây, đây là thần ma đậm đà tới cực điểm biểu hiện. Diệp thần ở bạch quang bọc dưới, chính là sắc mặt rừng rưng, vô cùng bình tĩnh, hắn toàn thân cao thấp, lúc này đều đang cho người một cổ cảm giác dịch thấu trong suốt. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Mà giữa không trung bên trong tên kia ông già, lúc này, đã từ lúc mới bắt đầu rung động, không cách nào hiểu, đến bây giờ kinh sợ. Diệp thần, đã ước chừng ở đáy ao, nán lại cả ngày à. Hắn ở thần cực tông bên trong sống mấy vạn năm, cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy sự việc à. Đột nhiên bây giờ, thần ma chỉ bên trong, phát ra ẩm một tiếng vang thật lớn, nguyên bản không ngừng xoay tròn ao nước, lại là lập tức cuốn ngược lên, lộ ra bình thản ngồi ở đáy ao diệp thần. Một khắc sau, ngay tại ông cụ thần bí cơ hồ muốn chừng ra hốc mắt hai tròng mắt nhìn soi mói, vậy cũng cuốn lên ao nước, lại là lập tức, hướng diệp thần đánh tới. Cái này, đây là, ông lão thanh âm cũng có chút run rẩy. Đây là tình huống gì? Thật là giống như dựa vào cái này thần ma vòng xoáy tốc độ lưu chuyển đã không đủ để thỏa mãn diệp thần, cho nên bị kích thích thần ma năng lượng trực tiếp ngưng tụ thành một đạo cột nước hướng về phía diệp thần thân thể tiến hành đánh à. Cái này mặc dù nơi này chỉ là bên ngoài ao nhưng ở mấy chục nghìn năm góp nhặt dưới bên ngoài ao năng lượng cũng là vô cùng kinh khủng à cũng sắp đuổi kịp năm đó bên trong ao, như vậy dưới tình huống, cho dù là bổn môn trưởng lão, bị như vậy đánh nói, đều có chút không chịu nổi đi. Cho dù là ông già ấn tượng bên trong, cái đó cuối cùng phi thăng trình độ cao nhất yêu nghiệt, năm đó cũng không có diệp thần như thế khủng bố chứ. Mà hiện tại, đại đa số đệ tử chân truyền cũng chỉ có thể miễn cưỡng ở mặt nước vị trí, nán lại một ngày, hấp thu bộ phận thần ma năng lượng. Dưới mắt, cái này phong môn cảnh tiểu tử, là muốn trực tiếp cầm toàn bộ bên ngoài ao, còn có tích toàn mấy chục ngàn trong năm ao tiết lộ ra ngoài lực lượng bên ngoài ao, cũng hút à Ở ông lão nhìn soi mói, diệp thần quanh thân ánh sáng trắng, càng ngày càng nồng đậm, mà vậy đạo cột nước, nhưng là mắt thường có thể trình độ, bắt đầu xúc nhỏ lại. Diệp thần, không chỉ có không có sao, thật vẫn phải đem bên ngoài ao hút sạch sẽ à. Cái này ông cụ thần bí, cũng sắp sợ choáng váng. Mà đang ở nước kia trụ phóng lên cao nháy mắt, Thần Cực Tông bên trong, bảy tên trưởng lão cùng với trưởng môn, Đồ Lan Tâm, đều là đồng thời thần sắc động một cái, nhìn về phía thần ma chỉ phương hướng. Một khắc sau, không gian bên trong chập chờn cùng nhau, ông lão bên người liền hiện ra mấy đạo thân ảnh. Thần Cực Tông trưởng lão, trưởng môn, cùng với Đồ Lan Tâm đều tới. Bọn họ nhìn về phía bên ngoài ao bên trong cảnh tượng, cũng là từng cái mặt lộ vẻ kinh sợ. Lúc này Diệp Thần, giống như một cái thấy mãn hán toàn tịch quỷ chết đói vậy hoàn toàn buông ra vô cùng điên cuồng cắn nuốt một cổ lại một cổ thần ma năng lượng cả người đều phải biến thành một cái quang cầu đại trưởng lão có chút không tưởng tượng nổi hỏi tả lão cái này cái này là một chuyện à người này không phải là một đệ tử tạp dịch sao tên kia được gọi là bên trái già già người cũng có chút mờ mịt đáp ngươi hỏi ta ta cũng không biết à thằng nhóc này từ đâu tới vậy quá biến thái đi lão phu trông chừng cái này thần ma trì mấy vạn năm, cho tới bây giờ không có gặp qua như vậy sự việc à. Các ngươi làm sao có thể để cho như vậy yêu nghiệt, đi làm đệ tử tạp dịch đâu. Mọi người đây là, vậy thấy rõ ánh sáng trắng dưới, diệp thần vậy đệ tử tạp dịch quần áo trang sức, trên mặt khiếp sợ, lại tăng lên một phần. Thần cực tông trưởng môn, tên là Ngọc Trân Tử, là một người tiên phong đạo cốt, mặt như quan ngọc người trung niên. Hắn ngưng mắt nhìn ở thần ma chỉ nước đánh vào dưới diệp thần, đột nhiên quay đầu, đối với đồ lan tâm mở miệng nói lan tâm hắn là người mang về tên kia tên là diệp thần đệ tử chứ đồ lan tâm gật gật đầu nói không sai nàng nhìn về phía diệp thần mắt đẹp vậy lóe lên nồng nặc rung động nàng biết diệp thần rất ưu tú nhất định có thể ở bên trong tông môn quật khởi nhưng vậy cần thời gian chứ diệp thần lúc này mới nhập môn nhiều ít ngày à thì phải đem thần ma trì bên ngoài ao hút khô mà một tất cả trưởng lão nghe vậy đều là sắc mặt biến đổi có chút sững sờ nhìn về phía ánh sáng trắng bên trong diệp thần cái này chính là cái đó bọn họ không muốn là hắn tiến hành chân truyền khảo hạch thậm chí đối với đồ lan tâm mang hắn gia nhập tông môn ý kiến cực lớn phong môn đệ tử trong nháy mắt bảy tên trưởng lão sắc mặt cũng không có so vô cùng khó xem bọn họ hối hận áo não cơ hồ thì phải khạc ra một búng máu hiện tại chính là một con heo cũng nhìn ra được diệp thần cho dù ở thần quốc vậy tuyệt đối là tột cùng nhất yêu nghiệt một trong à thậm chí có có thể sửa lại thần quốc lịch sử tồn tại à. Mà bọn họ một người trong đó, vốn là có thể trở thành diệp thần sư phó à. Có thể hiện tại, chỉ có thể than thở. Diệp thần nhập môn sau đó, bọn họ liền từ đồ lan tâm nơi đó, nghe nói diệp thần tự nguyện gia nhập tạp dịch viện. Từ đệ tử tạp dịch làm lên, hơn nữa, sẽ không trở thành những trưởng lão này bên trong bất kỳ một người đệ tử sự việc. Ban đầu, bọn họ còn đối với này khịt mũi coi thường, thậm chí cảm thấy cái này tiểu tử cuồng vọng, qua không được bao lâu, sẽ chết liền hoặc là thối lui ra tông môn. Có thể hiện tại, bọn họ nhìn Diệp Thần, nhưng đều là một bộ mau khóc lên diễn cảm. Bọn họ biết, lấy Diệp Thần kiêu ngạo là không thể nào lại bái nhập bọn họ môn hạ. Hiện tại, bọn họ biết sự thật, làm sao có thể không hối hận. Thật là cũng muốn đánh mình hai bàn tay. Đồ lan tâm quét bọn họ một mắt, hư lạnh một tiếng. Mà Ngọc Trân Tử nhìn Diệp Thần, nhưng là ánh mắt chớp động, không biết đang suy nghĩ chút gì. Ngay tại lúc này, vậy thần ma năng lượng hình thành cột nước đã bị Diệp thần hoàn toàn hấp thu sạch sẽ. Mà Diệp thần tu vi, vậy lập tức tăng đến phong môn 9 tầng trời. Hắn đôi mắt mở một cái, trong mắt tất cả đều là vẻ mừng rỡ như điên. Tu vi tăng trưởng chỉ là phụ thêm, còn chân chính chỗ tốt là thân thể của hắn biến hóa. Hiện tại, hắn thân thể, khắp mọi mặt năng lực đều được không nhỏ tăng cường. Thậm chí, Diệp Thần đều cảm thấy một chút sinh ra chất biến có thể. Chỉ tiếc, cái này bên ngoài ao mặc dù tích toàn vạn năm bên trong ao tiết lộ tinh hoa, nhưng dẫu sao là bên ngoài ao, năng lượng vẫn chưa đủ. Mà Diệp Thần lúc này, đứng ở trống rỗng đáy ao, nhưng là vừa quay đầu, hướng cách đó không xa một đạo bạch ngọc cửa nhìn. Vậy đạo cửa sau đó, chắc là thần ma chỉ bên trong ao liền chứ. Mọi người có chút kỳ quái nhìn về phía Diệp Thần, Thằng nhóc này, làm sao hướng cái đó tiến vào bên trong ao cửa nhìn. Thấy Diệp Thần yêu nghiệt kia vô cùng biểu hiện sau đó, tất cả mọi người không khỏi có chút im lặng nghĩ đến, thằng nhóc này sẽ không còn không có ăn no, muốn đi bên trong ao, tiếp tục ăn chứ. Thật ra thì, nếu như hồn thạch còn ở đó, Trưởng môn Ngọc chân tử, khi nhìn đến Diệp Thần mới vừa rồi nghịch thiên kia biểu hiện sau đó, có thể thật vẫn sẽ để cho Diệp Thần tiến vào bên trong ao. Đáng tiếc, không có năm đó tổ sư truyền xuống hồn thạch coi như là trưởng môn đều không cách nào tiến vào bên trong ao à. Mà lúc này Diệp Thần, nhưng đi tới bên trong ao lối vào, đang suy tư phải như thế nào sử dụng cái này hồn thạch. Lúc ấy hắn hỏi Cốt lão, Cốt lão nhưng chỉ là cười một cái nói, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ biết. Ngay tại Diệp Thần trầm tư lúc đó, đột nhiên bên trong một đạo hồng quang từ Diệp Thần trên mình bộc phát ra. Cái này, lại là chuyện gì xảy ra? Mọi người ở đây đều có chút không hiểu thời điểm tả lão và trưởng môn ngọc chân tử gương mặt bên trên nhưng là lộ ra vẻ khó tin tả lão ngơ ngác nhìn vậy đạo hồng quang hai tròng mắt bên trong nước mắt lập tức liền tuôn ra ngoài run rẩy nói vậy đó là hồn thạch ánh sáng thật sự là hồn thạch ánh sáng cái gì mọi người con ngươi co giúp một cái mất tích vạn năm hồn thạch tại sao sẽ ở diệp thần trên mình có thể không chờ bọn họ ngẫm nghĩ ở hồng quang chiếu sáng dưới diệp thần trước mặt vậy phiến bạch ngọc cửa ầm một tiếng vang thật lớn sau đó, cách vạn năm sau đó, lần nữa mở ra. Tập 1287 Mà ở đại môn mở ra ngay tức thì, Diệp Thần liền không cách nào khống chế, bị trên người hồng quang mang vào cửa sau đó. Diệp Thần tiến vào trong đó ngay tức thì, cửa liền lần nữa đóng cửa. Theo cửa lớn đóng vang lớn truyền tới, mọi người lúc này mới có chút phục hồi tinh thần lại. Đại trưởng lão sắc mặt có chút lo lắng hướng về phía trưởng môn Ngọc Trân Tử nói, trưởng môn, Thằng nhóc này cứ như vậy bị hút vào bên trong ao, hắn không sẽ gặp nguy hiểm chứ? Bây giờ Diệp Thần liền là cả Thần Cực Tông bảo bối à? Nói thật, Thần Cực Tông cố nhiên huy hoàng, nhưng là nhằm vào một cùng tông môn mà nói, năm gần đây đã có chút xuống dốc. Mặc dù vẫn là một cùng tông môn, có thể Thần Cực Tông thực lực ở một cùng tông môn bên trong, nhưng là dần dần có đội sổ tình huống. Gần 10.000 năm qua, Thần Cực Tông thực lực thậm chí đều có chút không bằng những cái kia đã từng cư hậu gia tộc. Tại sao? Nguyên nhân cũng không phải là ra ở bên trong tông cường giả trên mình, mà là bởi vì thần cực tông môn hạ đệ tử, chân thực không bằng cái khác một nhóm thế lực. Tự nhiên liền bị cái khác thế lực, đè ép một đầu. Cho nên, diệp thần đối với khắp cả tông môn mà nói tầm quan trọng, không cần nói cũng biết. Cho dù hắn không muốn bái nhập trưởng lão môn hạ, có thể một tất cả trưởng lão, lại không thể không lo lắng diệp thần an nguy à. Ngọc Chân Tử cũng là hơi nhíu mày, sau một hồi trầm mặc, đột nhiên mở miệng nói, toàn bộ thả ra thần niệm, cảm thụ Diệp Thần trạng thái, nếu như hắn xuất hiện nguy hiểm, chúng ta cùng chung ra tay, chắc có cơ hội đánh vỡ cái này bên trong ao cấm chế. Cái gì? Mọi người nghe vậy, tất cả giật mình. Liên Liên Đồ Lan Tâm, cũng ngoài ý muốn nhìn một cái Ngọc Chân Tử. Cái này thần ma chỉ tồn tại là dựa vào cấm chế duy trì. Nếu như phá vỡ bên trong ao cấm chế, thì đồng nghĩa với thần ma người lưu lại ở thần cực tông bên trong truyền thừa không biết nhiều ít năm tháng chỗ này thần ma trì phải bị hoàn toàn phá hư à cái này thần ma trì có thể không chỉ là dùng để đề thăng đệ tử tiềm lực đối với thần cực tông mà nói thần ma trì thần ma tinh hoa có thể là có thể dùng để duy trì hộ tông cửa đại trận nếu như mất đi thần ma trì mà nói thần cực tông bản thân thực lực có thể cũng sẽ suy yếu một lượng thành không nghĩ tới diệp thần ở ngọc chân tử trong lòng lại nặng phải đến như vậy bước. Đây là cầm tông môn tương lai, đang đánh cuộc à? Đánh cuộc Diệp Thần đáng tông môn là hắn như vậy bỏ ra. Bất quá, tại sao hồn thạch sẽ ở Diệp Thần trong tay đâu? Mà lúc này Diệp Thần đã tới bên trong ao, đang trợn mắt há mồm nhìn trước mắt một màn. Cái này cái gọi là bên trong ao, lại là giống như lộ thiên ấm suối vậy. Đậm đà đến mức tận cùng linh lực tinh hoa, hóa thành bảy màu quang vụ tràn ngập ở Diệp Thần quanh người mà quang vụ dưới chính là tản ra năng lượng kinh khủng thể lỏng tinh hoa diệp thần không nhịn được nuốt nước miếng một cái đừng xem nơi này nhìn lộng lẫy và tuyệt vời giống như nhân gian tiên cảnh vậy nhưng diệp thần tin tưởng nếu như hắn không có đem bên ngoài ao linh lực năng lượng hấp thu hầu như không còn nói chỉ là đứng ở chỗ này bị cái này tràn ra ngoài linh lực tinh hoa biến thành quang vụ vây quanh hắn cũng sẽ không chịu nổi mà vậy thể lỏng linh lực tinh hoa hình thành một vũng nước suối Mặc dù diện tích so với bên ngoài ao nhỏ hơn được nhiều, nhưng cho dù là Diệp Thần đứng ở hắn trước cũng sinh ra một chút sợ hãi. Tại sao? Bởi vì, ở hắn thần niệm cảm ứng dưới, hắn đối mặt nơi nào là cái gì một vũng nước suối hả? Mà là mênh mông vô biên, do năng lượng tạo thành mênh mông. Hơn nữa, cái này phiến mênh mông bên trong tồn tại cũng không phải là nước biển, mà là có thể ngay tức thì đem người hòa tan bốc hơi nhiệt độ cao nham thạch nóng chảy à cái này tích toàn mấy chục ngàn năm linh lực tinh hoa bên trong ao, chính là như thế khủng bố. Diệp thần mặt lộ một nụ cười khổ, hiện tại, hắn rốt cuộc rõ ràng liền cốt lão tại sao cảnh cáo hắn không thể ở thần ma trì bên trong lâu nán lại. Hắn không khỏi rất đúng thương cổ y thần hỏi, lão thương, ngươi nói, lấy ta bây giờ cường độ thân thể, có thể chịu đựng nổi cái này bên trong ao lực lượng, lẻn vào đáy ao sao. Thương cổ y thần sau một hồi trầm mặc mở miệng nói, thằng nhóc, thật lòng nói cho ngươi cho dù là chảm ách cảnh võ giả bước vào cái này bên trong ao ngay tức thì cũng sẽ giống như hơi nước vậy tiêu tán ngươi cường độ thân thể hiện tại đã ở chém ách võ giả bên trên nhưng ta chỉ có thể nói ngươi không nhất định sẽ chết tỷ lệ nói 50% đi diệp thần nghe vậy cũng là không khỏi được mặt hiện một chút sợ hãi vẻ trong chốc lát có chút chủ trừ không tiến lên hắn bây giờ thu hoạch nói thật đã rất lớn lý trí nói hiện tại hẳn muốn thối lui ra bên trong ao dẫu sao nguy hiểm quá lớn. Nhưng, cốt lão đối với hắn nói qua, cho dù có hồn thạch, cũng chỉ có thể mỗi trăm năm mở bên trong ao một lần, nói cách khác. Nếu như hắn hiện đang sử dụng hồn thạch thối lui ra bên trong ao, lần sau muốn đi vào lại, thì phải trăm năm sau. Rất nhanh, Diệp Thần liền hít sâu một hơi, cặp mắt bên trong, thoáng hiện ánh sáng kiên định, hướng vậy bên trong ao bước đi. Hắn, không chờ nổi. Tu võ một đạo, vốn là nghịch thiên mà đi, vô luận gian nan hiểm trở như thế nào che trước mặt mình đều phải vượt qua mà qua nếu như diệp thần sợ chết hắn có thể đi tới ngày hôm nay sao hắn cái này cả người thực lực vốn là dùng mạng mình hợp lại đi ra ngoài mặc dù tiến vào cái này tích toàn mấy vạn năm bên trong ao vô cùng là nguy hiểm nhưng hắn chỗ tốt cũng là vô cùng to lớn à cầu giàu sang trong nguy hiểm diệp thần đứng ở bên trong bên cạnh ao duyên ngưng mắt nhìn vậy bảy màu ao nước đột nhiên trên mặt hiện lên vẻ tươi cười nói, ha ha 50% sao. Cho dù, chỉ có ngàn 1% triệu tỷ lệ, ta Diệp Thần vậy định trước sẽ sống sót. Ta là luân hồi đứng đầu, lại là trăm vị đại năng hy vọng, ta tuyệt không thể chết được. Dứt lời, thân hình động một cái, liền hoàn toàn không vào thần ma chỉ bên trong. Ở Diệp Thần tiến vào trong đó ngay tức thì, bên trong ao ao nước, lại giống như là nham thạch nóng chảy vậy sôi trào. Diệp Thần giống như là một giọt nước, Rơi vào chảo dầu vậy Cái này yên lặng mấy vạn năm linh lực tinh hoa Tìm được ký chủ Giống như là từng cái kích động đứa nhỏ Hướng diệp thần cuồng chào tới Âm một tiếng, nháy mắt tức thì Diệp thần trong cơ thể liền truyền ra nổ tung Vậy nổ vang, vô cùng dâng chào Bá đạo linh lực tinh hoa Điên cuồng tràn vào trong cơ thể hắn Ngay tức thì liền đem diệp thần kinh mạch toàn thân Căng bể Mỗi một phút, mỗi một tấc căng bể Nguyên bản, hắn bên ngoài ao lúc đó cảm thấy hấp thu linh lực năng lượng đã quá đau khổ. Có thể và hiện tại so với bên ngoài ao thống khổ, thật là giống như mát xa như nhau à. Diệp thần cố nén đau đớn, liều mạng luyện hóa vậy linh lực tinh hoa. Nhưng, lấy hắn tốc độ luyện hóa, vẫn là chậm. Oanh oanh oanh, xương máu phiêu tán, không chỉ là kinh mạch, liền máu hắn thịt, cũng cùng chung nổ bể. Bất quá, cho dù là như vậy, diệp thần, nhưng vẫn đủ ở vậy cực kỳ kinh khủng sinh mệnh lực hoàn toàn bày ra chỉ còn lại bộ xương vậy hay là còn sống có thể hiện tại diệp thần kinh mạch máu thịt đan điền đều đã nổ tung phải như thế nào hấp thu linh lực này tinh hoa đâu mất đi mục tiêu linh lực tinh hoa trầm tĩnh chỉ chốc lát sau lại là hướng diệp thần xương cốt cuồng dũng tới diệp thần chặt chẽ cắn răng chống đỡ mà theo thời gian trôi qua hắn xương cốt bên trên dính vào một tầng sáng trói vàng óng vẻ mà hắn hoàn toàn không chú ý tới vậy thừa tái luân hồi mộ địa màu đen đá đang toát ra ánh sáng sáng chói bảy ngày sau thần cực tông một tất cả trưởng lão trưởng môn ngọc chân tử đồ lan tâm tả lão đều là sắc mặt ngưng trọng nhìn vậy phiến bạch ngọc cửa có thể bọn họ cặp mắt bên trong nhưng lóe lên vô cùng là vẻ hưng phấn diệp thần ước chừng ở nơi này bên trong ao bên trong nán lại bảy ngày liền à đều phải sáng tạo lịch sử thần cực tông trên lịch sử trưởng môn người thừa kế ở bên trong trong ao dừng lại nhất thời gian dài, cũng bất quá là 3 ngày mà thôi. Huống chi, diệp thần ngây ngô vẫn là tích toàn mấy chục ngàn năm thần ma tinh hoa bên trong ao. Và đã từng là bên trong ao, căn bản không thể so sánh à. Đơn giản là nghịch thiên đến trình độ cao nhất. Nếu không phải, bọn họ còn có thể mơ hồ cảm giác được diệp thần sinh mạng hơi thở, đều phải lấy là diệp thần sớm đã chết ở bên trong. Cùng lúc đó, thần cực tông bên trong truyền ra một cái kinh thiên động địa tin tức. Ngoại viện thứ nhất diệt thiên kiếm khâu vấn, bế quan 7 ngày, sau khi xuất quan, lại là thức tỉnh thiên hỏi thân thể. Hơn nữa, hắn võ đạo tu vi lại là lập tức đột phá đến trình độ cao nhất. Ngoại viện từ trước tới nay trình độ cao nhất. Cầm vô số ngoại viện, đệ tử tạp dịch, thậm chí rất nhiều nội viện đệ tử cũng làm cho sợ tróng váng ả. À. Phải biết, thái hư chém ách bên trên, mỗi cảnh giới tầng một muốn đột phá, đều là muôn vàn khó khăn, đột phá một tầng cảnh giới nhỏ, tốn trên hơn ngàn năm thời gian, cũng không kỳ quái. Mà đây khâu vấn, ngắn ngủi bảy ngày bên trong, chỉ một cái tử, đột phá. Lại là dẫn động ách lôi. Đây cũng quá yêu nghiệt chứ. Cảnh giới như vậy, cho dù là đặt ở nội viện, đều không phải là tên yếu à. Chớ nói chi là, hắn còn có thiên hỏi thân thể. Mọi người ở đây là khâu vấn khủng bố mà rung động lúc đó, lại một cái tin, truyền ra. Khâu vấn sau khi xuất quan, lại là trực tiếp, đi thần ma trì. Nghe nói, hắn muốn ở chỗ này chờ vậy tên tạp dịch viện yêu nghiệt diệp thần xuất quan. Cái này, đơn giản là không cho người sống đường à. Là phải đem cái đó diệp thần, chỉnh vào chỗ chết à. Thần ma trì trước ngoài rừng cây, đột nhiên chuyển đến một hồi tiếng huyên náo. Lại đã là như biển người, bị vô số đệ tử, bên trong tầng 3, bên ngoài tầng 3 được vây quanh vòng tròn. Xem phục sức của bọn họ, đại đa số đều là ngoại môn, đệ tử tạp dịch, bất quá, cũng có một ít đệ tử nội môn, hỗn tạp ở trong đó. Mà đứng ở trước mọi người là một người ham hở anh Tuấn Nam Tử, chính là thức tỉnh thiên hỏi thân thể khâu vấn. Mọi người cảm thụ khâu vấn trên người tán phát ra khí tức cường đại, đều là vô cùng sợ hãi, không ít người cũng là diệp thần cảm thấy bi ai. À, cái này diệp thần, vậy thật là xui xẻo, đụng phải trên họng súng. Cũng lạ hắn, quá ngông cuồng, nếu như khiêm tốn một chút, cũng sẽ không bị khâu vấn để mắt tới. Xem ra, cái này khâu vấn là muốn hoàn toàn đem Diệp Thần làm đá lót đường, đạp hắn, tiến vào cao tầng trong mắt à. Cũng trốn thần ma trì, nán lại nhiều ngày như vậy, khâu vấn lại vẫn là không muốn thả qua hắn. Khâu vấn, quá ác, sau này ngàn vạn lần không thể trêu chọc. Mọi người bàn luận sôi nổi, không có một người, coi trọng Diệp Thần nghe nói diệp thần chiến thắng viên đảo lúc cũng là bị thương nói cách khác diệp thần thực lực rất kém cỏi như vậy thực lực đừng nói là bây giờ khâu vấn coi như là không có bế quan trước khi khâu vấn đều là một ngày đầy đất mà hiện tại khâu vấn đối với diệp thần mà nói chính là trời sức người há có thể thắng thiên coi như diệp thần thật có thể tiến vào thần ma chỉ trong ao nước có thể vừa có thể có bao nhiêu tăng lên đâu ngắn ngủn bảy ngày như thế nào đi nữa tăng lên vậy đền bù không được hai bên tranh lệch khâu vấn mặt lộ vẻ cười nhạt hắn cố ý trắng trợn tuyên dương thả ra tiếng gió vì chính là để cho nhiều người hơn thấy thấy diệp thần bị hắn dẫm ở dưới chân ở hắn muốn đến diệp thần kết quả tốt nhất liền là không dám tiếp nhận khiêu chiến của hắn ngay trước mọi người đối với hắn nhận thua nhượng bộ quỳ xuống nói xin lỗi nói như vậy dĩ nhiên là người xem càng nhiều càng tốt ở trong đám người có một nam một nữ đơn độc đứng ở một xó xỉnh, hai người khí chất xuất chúng, càng mấu chốt chính là người phụ nữ kia dung nhan vô cùng đẹp, vô cùng vô cùng hấp dẫn con người. Theo lý thuyết như vậy người đẹp bên người thường thường đều là sẽ tụ tập không thiếu người đàn ông. Nhưng hai người quanh người nhưng mơ hồ trống ra một địa phương, không người nào dám tại quá mức đến gần các nàng, mà một ít đệ tử nhìn về phía cô gái kia ánh mắt lại là không dám lộ ra chút nào vẻ tham lam, ngược lại còn mang nồng nặc kính sợ. Cái này hai người chính là ngoại môn thứ hai ấm chín và ngoại môn thứ ba văn mẫn nhi. Ấm chín lúc này, mặt hiện một chút nghiền ngẫm vẻ, đối với văn mẫn nhi nói, mẫn nhi, ngươi làm sao sẽ đối với cái này cái đệ tử tạp dịch có hứng thú đâu. Còn đặc biệt chạy tới xem cuộc chiến, ta đã nói rồi, hắn tuyệt đối không dám cùng khâu vấn giao thủ. Văn mẫn nhi nghe vậy không có nói gì nhiều, nhưng, mắt đẹp bên trong, nhưng cũng thoáng qua vẻ thất vọng. Nàng nguyên bản, nghe được Diệp Thần lời đồn đãi, như là bị một cái như vậy thần bí mạnh mẽ thiên tư ngang dọc đệ tử tạp dịch hấp dẫn bất quá cũng chỉ là sinh ra một chút hứng thú mà thôi ở nàng tưởng tượng bên trong diệp thần tuyệt đối là một cái ngạo đến cực hạn nam tử hắn sở dĩ tiến vào thần ma trì chỉ. chỉ là vì tu luyện mà thôi cho dù hắn thực lực không bằng khâu vấn vậy tuyệt sẽ không tránh không chiến từ biết được diệp thần tiến vào thần ma trì lúc đó nàng liền đi tới thần ma trì bên ngoài nhưng mà ước chừng 7 ngày trôi qua nàng không có gặp qua người bất kỳ rời đi thần ma trì nàng biết mình sai rồi mình nhìn lầm diệp thần cũng không phải là nàng tưởng tượng bên trong kiêu ngạo như vậy nam tử không có ai có thể ở thần ma trì ao nước bên trong nán lại bảy ngày diệp thần chính là ở tránh nhưng mơ hồ bên trong nàng nhưng vẫn ôm vẻ mong đợi mong đợi là mình hiểu lầm mong đợi diệp thần có thể nghênh chiến khâu vấn có thể hiện tại nàng coi như là đối với diệp thần hoàn toàn thất vọng Bất quá, nàng vẫn là không có rời đi, cũng chờ nhiều ngày như vậy, cũng không kém một hồi này liền chứ. Dù sao, Diệp Thần phỏng đoán ở thần ma chỉ bên trong, vậy mau đợi không nổi nữa. Đồng thời, nàng vậy khá là kiên kỵ nhìn một cái khâu vấn, nàng biết khâu vấn thực lực so với trước đã cường đại vô số lần. Lần này tới, cũng là muốn xem xem, bây giờ khâu hỏi rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng. Mà lúc này Diệp Thần cũng không biết bên ngoài phát sinh hết thảy đi qua 7 ngày sống không bằng chết hành hạ, lúc này Diệp Thần bất ngờ đã sống lại dài ra máu thịt, nhưng là hắn bắp thịt, mạch máu lại cũng phơi bày ra một loại gần như trạng thái trong suốt. Mà xuyên thấu qua hắn thân thể, có thể thấy hắn xương cốt đã đổi được giống như cực phẩm băng ngọc vậy, trong phảng phất còn lóe lên màu vàng nhạt chói lọi. Bỗng nhiên, Diệp Thần mở ra hai tròng mắt, trong con người thoáng qua một hồi ánh sáng bảy màu mang, phảng phất có thần ma tinh hoa sáp nhập vào cặp mắt bên trong hắn thở ra một ngụm chọc khí, gương mặt bên trên, lộ ra vẻ vui mừng. Hắn, chịu đựng nổi. Bảy ngày bên trong, hắn đã không biết bao nhiêu lần, ý thức mơ hồ, kế cận danh giới tử vong, nhưng hắn cuối cùng vẫn còn là chịu đựng nổi. Hiện tại, hắn rốt cuộc hoàn toàn thích ứng thần ma tinh hoa. Tập 1288 Diệp thần khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, hiện tại, đến hắn phản kích thời khắc. Thân hình hắn động một cái, Liên hướng bên trong ao đáy ao lẻn đi, càng ngày càng nồng đậm thần ma tinh hoa, chen chúc tới. Diệp Thần hiện tại tựa như chỉ vào mấy chục ngàn tấn áp lực ở đi tới, hắn cắn răng, không chút nào lui bước ý kiến. Một lúc lâu sau, cả người là máu Diệp Thần, rốt cuộc đã tới đáy ao, mấy chục ngàn năm thần ma tinh hoa, chỗ tụ tập. Vậy vô cùng bá đạo năng lượng, cơ hồ đều muốn cho Diệp Thần máu sôi trào khô héo. Đến đáy ao sau đó, Diệp Thần ánh mắt đảo qua, rất nhanh liền phong tỏa mục tiêu. Một cái lấy nào đó loại không biết vật liệu gỗ, điêu khắc thành, lớn chừng bàn tay quỷ dị hình người, trên đó, minh in vô số màu máu phủ văn. Hình người bên trên, trải rộng vết rách chẳng chịt, tựa như một khắc sau, liền sẽ hoàn toàn vỡ vụn, tiêu tán vậy, nhưng, vậy không biết vật liệu gỗ bên trên. Nhưng lóe lên nhàn nhạt, nhạt màu máu u quang, không ngừng cắn nuốt chung quanh thần ma tinh hoa, duy trì tự thân, không hoàn toàn bể tan tành. Cái này, chắc là cốt lão yêu cầu vậy kiện thay chết vật diệp thần hai tròng mắt lóe lên vung tay lên liền đem hình người kia nhét vào trong tay lấy ra một cái hộp ngọc đem nhốt vào bên trong hộp cốt lão giao phó hắn sự việc coi như là hoàn thành chỉ cần đem thay chết vật giao cho cốt lão hắn hẳn có hy vọng khôi phục năm đó thực lực làm xong hết thảy các thứ này sau đó diệp thần ngồi xếp bằng ở liền đáy ao ăn vào đếm viên thuốc đôi mắt khép hờ khôi phục thương thế điều chỉnh tự thân trạng thái Hồi lâu sau đó, Diệp Thần lần nữa mở ra hai tròng mắt, trong mắt tinh quang bạo tránh, cả người hơi thở, đạt tới trạng thái tột cùng. Hắn hướng về phía những cái kia không ngừng vây quanh hắn xoay tròn thần ma tinh hoa, cười lạnh một tiếng nói. Nếu các ngươi như thế thích đi trong thân thể ta chui, như vậy sẽ để cho ta đem toàn bộ bên trong ao, cũng chiếm đoạt không còn một mống đi. Một hồi ánh sáng bảy màu mang, đột nhiên từ diệp thần trong cơ thể bộc phát ra, diệp thần chung quanh, sinh ra một cổ vô cùng cường đại sức hấp dẫn nguyên bản bình tĩnh bên trong ao lại là điên cuồng vây quanh diệp thần xoay tròn đếm lấy tính chục nghìn thần ma tinh hoa cùng trong chốc lát tràn vào diệp thần trong cơ thể thần ma tinh hoa có ngưng tụ tụ hợp đặc tính ở bên trong ao nán lại 7 ngày sau diệp thần trong cơ thể ngưng luyện ra một món vô cùng thuần túy thần ma tinh hoa lúc này diệp thần thuận tiện lấy cái này một món tinh hoa làm chất dẫn điên cuồng hấp dẫn cắn nút chung quanh thần ma tinh hoa nếu để cho người khác biết nhất định sẽ kinh được Liên xuống ba cũng rớt xuống đất à. Đây hoàn toàn là tìm chết hành vi à. Vốn là, cái này tụ tập mấy vạn năm thần ma tinh hoa cũng đã vô cùng mênh mông, tùy tùy tiện tiện, liền có thể đem người chống đỡ chết. Coi như ở mấy chục ngàn năm trước, những cái kia trưởng môn người thừa kế đều là nghĩ hết tất cả biện pháp. Để cho thần ma tinh hoa tiến vào mình trong cơ thể tốc độ chậm một chút, như vậy mình mới có thời gian tiến hành luyện hóa, hấp thu. Có thể diệp thần, hết lần này tới lần khác ngược đường mà đi à? cái này cũng quá biến thái đi. thời gian từng giây từng phút địa lưu thệ, vậy vây quanh diệp thần xoay tròn cột nước, lại là dần dần biến nhỏ. bên trong ao ra, đồ lan tâm đột nhiên nhẹ di một tiếng. đại trưởng lão nhìn về phía nàng, hỏi: lan tâm, thế nào sao? đồ lan tâm mắt đẹp nhìn về phía vậy phía bạch ngọc cửa, thoáng qua một chút vẻ kinh nghi, mở miệng nói: bên trong ao thần ma tinh hoa hơi thở yếu bớt mọi người hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thấy được trong mắt đối phương khó tin thần sắc. Bên trong ao thần ma tinh hoa hơi thở yếu bớt, ý vị như thế nào? Ý nghĩa, cái này tích toàn mấy vạn năm thần ma tinh hoa, bắt đầu bị diệp thần hàng loạt cắn nuốt à? Vốn là, diệp thần có thể còn sống đã là kỳ tích, hiện tại. Đại trưởng lão không khỏi được lẩm bẩm nói, cái này, cái này là phải đem bên trong ao, hoàn toàn hút khô à? Diệp thần, vĩnh viễn ra bọn họ ý liệu à? như vậy năng lượng khổng lồ cho dù ở chàng một tất cả trưởng lão cùng nhau hấp thu cũng cần đếm hơn trăm ngàn năm thời gian mới có thể luyện hóa sạch sẽ đi có thể diệp thần đâu chiếu cái tốc độ này cắn nuốt sợ rằng không tới hai tiếng cái này bên trong ao sẽ bị diệp thần hấp thu sạch sẽ trong nháy mắt những thứ này nguyên bản đối với mình tu võ thiên phú còn rất có tự tin các cường giả đều là không khỏi được lộ ra cười khổ so với diệp thần bọn họ thật cái gì cũng không phải chắc hẳn liên hỗn độn trên người cũng không có dữ liệu được loại chuyện này xuất hiện chứ nhị trưởng lão khẽ nhíu mày quay đầu nhìn về phía ngọc chân tử nói tông chủ làm sao bây giờ diệp thần lại như thế cắn nuốt bên trong ao muốn khôi phục sợ rằng phải chờ thêm mấy ngàn năm như thế tới một cái đến trong vòng ngàn năm thần cực tông hộ tông đại trận cũng sẽ suy yếu mấy phần mà vạn nhất diệp thần ở chiếm đoạt trong quá trình chết những thần ma này tinh hoa thì chẳng khác nào lãng phí một cách vô ích à? Diệp Thần quả thật rất ưu tú, có thể đáng tông môn, là hắn như thế đi đánh cuộc không? Ngọc chân Tử nhưng chỉ là nhàn nhạt, nhạt nói, chờ. Hắn coi trọng Diệp Thần. Hai tiếng sau này, lúc này bên trong ao đã là trống trơn như vậy, liền một giọt nước cũng không có còn lại. Ngồi xếp bằng ở đáy ao Diệp Thần đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, cả người hơi thở bộc phát ra, thẳng lên cửu tiêu. Hắn cảnh giới, lại trực tiếp đột phá đến thái hư cảnh nhất tầng thiên. Tốc độ tu luyện này, nhất định chính là sợ hãi đến làm cho không người nào có thể hô hấp, người khác tu võ, đều là từng bước từng bước cảnh giới nhỏ đột phá, mà Diệp Thần, một lần bế quan, trực tiếp đột phá một cái cảnh giới lớn. Nhưng, Diệp Thần nhưng chỉ là khẽ mỉm cười, đối với mình tu vi không quá mức để ý. Cái này, chẳng qua là phụ thêm mà thôi, hắn thực lực một mực thì không phải là lấy tu vi để cân nhắc. Hắn hút khô toàn bộ linh lực thần ma chỉ mấy vạn năm tích lũy, mới đột phá một cái cảnh giới lớn, đã coi như là càng ngày càng ít. Đây là bởi vì, trong đó phần lớn năng lượng cũng sáp nhập vào Diệp Thần máu thịt, xương cốt, kinh mạch bên trong. Thần ma tinh hoa, mặc dù cực kỳ bá đạo, nhưng công hiệu quả cũng là vô cùng vô cùng cường hãn. Hơn nữa, Diệp Thần phát hiện, mình nguyên vốn cần vũ khí đột phá, cái này thần ma tinh hoa lực lượng vượt xa vũ khí, đã không cần hôm nay diệp thần cho dù không sử dụng xương mù hóa thần thông đều là gần như bất tử bất diệt tồn tại nếu như vận dụng xương mù hóa thần thông sợ rằng một người chém ách sơ kỳ cường giả đối với hắn cuồng oanh một ngày một đêm cũng không cách nào làm bị thương hắn căn nguyên chứ kinh khủng hơn là diệp thần lực lượng hắn hiện tại cho dù không dùng tới bất kỳ thần thông chỉ là thân xác lực lượng liền đạt tới cực kỳ trình độ nếu như sử dụng nữa tất cả loại gia trì cùng với phá thiên lực nói lực lượng càng là có thể trực tiếp đột phá cực hạn. Như vậy lực lượng đủ để nghiền ép chảm ách cảnh dưới hết thảy tồn tại. Thu hoạch lần này, chân thực quá lớn. Diệp thần khẽ hô một hơi, chậm rãi đứng dậy là thời điểm nên đi ra ngoài. Bất quá lần này lôi kiếp không có xuất hiện, sợ rằng phải không được bao lâu đánh đến nơi, ta vẫn là đi ra ngoài chịu đựng lôi kiếp đi, không biết thiên đạo lần này lại là làm sao diệt mình. Hồn thạch hồng quang lần nữa tách thả ra, ngay chớp mắt, Diệp Thần liền rời đi bên trong ao. Mà ẩn núp ở giữa không trung một đám cao tầng, thấy Diệp Thần thật còn sống đi ra bên trong ao, đều là một hồi kích động. Liền gần đây trầm ổn ngọc chân tử, đều là sắc mặt ửng đỏ, có chút thất thố. Đại trưởng lão nhìn chỉ dùng 7 ngày liền đột phá đến thái hư cảnh Diệp Thần, thanh âm có chút run rẩy địa đối ngọc chân tử hỏi, Tông chủ, ngươi nói cái này Diệp Thần tiềm lực, kết quả đáng sợ đến cái gì bước? Ta làm sao cảm thấy, thần quốc, thời tiết muốn thay đổi? nhị trưởng lão vậy nuốt nước miếng một cái nói lan tâm ngươi lúc này thật là mang theo cái quái vật trở về à ngọc chân tử có chút hưng phấn cười nói coi như là quái vật cũng là chúng ta thần cực tông quái vật tiềm lực mà liền ta cũng không nhìn ra hắn cực hạn ở đâu nhưng ta có thể bảo đảm diệp thần nếu không phải chết yểu tương lai thành tựu tuyệt không có ở đây tổ sư dưới một tất cả trưởng lão ánh mắt trực câu câu nhìn diệp thần cũng sắp rơi ra ngoài liên liên gần đây đẹp lạnh lùng đồ lan tâm cũng một bộ ngơ ngác dáng vẻ. Nàng biết Diệp Thần Thiên Phú không tệ, rất là coi trọng, thậm chí âm thầm trợ giúp nhiều lần. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ có yêu nghiệt như vậy một mặt. Lúc này mới vào tông bao lâu. Liền bị Ngọc Chân Tử ký thác như vậy kỳ vọng rất lớn. Đột nhiên, trong đầu nàng hiện lên một cái thiếu nữ khăn che mặt bóng người. Cô gái kia nàng sau đó phái người điều tra, bất quá là thần quốc một gia tộc cấp thấp nhất thân phận như thân phận này chiếu lý mà nói lúc ấy tuyển chọn thi đấu hẳn một bước lên trời mới đúng. Vì sao phải che giấu mình thiên phú? Nàng thậm chí đang suy nghĩ, người thiếu nữ này tiềm lực và diệp thần so với lại là chênh lệch nhiều ít. Cũng hoặc là mạnh hơn. Rất nhanh, Ngọc Trân Tử liền bình tĩnh lại, hướng về phía cái khác mấy người nói, diệp thần rất tốt đáng đào tạo, bất quá, tạm thời lại để cho hắn ở bên trong tông chui luyện chui luyện. Chúng ta đi thôi. Cùng lúc đó, Lạc Hà Tông. Chỗ sâu một tòa cung điện. Không có một bóng người. Thậm chí liền một con chim cũng không có. Vạn vật cũng không muốn đánh vỡ thời khắc này yên lặng. Đoạn thời gian này, tuyệt đối là Lạc Hà Tông kích động nhất lòng người thời khắc. Chỉ vì là, một cái đệ tử mới vừa nhập môn ở ngắn ngủi nửa tháng thời gian, một lần hành động trở thành Lạc Hà Tông đệ tử chân truyền. Tốc độ như thế, thật là sợ hãi đến bạo. Lạc Hà Tông mặc dù chỉ có thể coi là một cái hai cùng tông môn, kém hơn thần cực tông. Nhưng là mười mấy ngày trở thành đệ tử chân truyền, cái này dõi mắt thần quốc đều là trình độ cao nhất yêu nghiệt à. Lạc Hà Tông Tông Chủ, Thái Thượng Trưởng Lão đều biết Lạc Hà Tông lần này muốn cuột khởi. Bởi vì là một cái kêu kỳ tư thanh thiếu nữ. Mà vậy chỗ sâu đền cũng chỉ có thể một người tu luyện. Đó chính là kỳ tư thanh đây là lạc hà tông vạn năm qua mở ra mạnh nhất đãi ngộ chu vi vạn dặm linh khí cũng cung cấp cho kỳ tư thanh một người mà chỗ sâu đền phía dưới là lạc hà tông mạnh nhất linh mạch tông chủ bỏ không được tu luyện linh mạch mà đền chỗ sâu một thiếu nữ tuyệt đẹp đột nhiên mở mắt ra bởi vì có người quấy dày nàng tu luyện kỳ tư thanh biết mình phải mau sớm tăng lên thực lực bởi vì người đàn ông kia sự kiện kia phải xuất hiện đời trước luân hồi đứng đầu chết, xa như vậy cổ của cuộc cờ hoàn toàn đánh bại. Lần này, vị kia bày lớn như vậy cục, diệp thần thành tựu luân hồi đứng đầu, hơn nữa là diệp ra mạnh nhất hy vọng. Hắn không thể bại. Mình chỉ có tăng lên tới trình độ cao nhất, khôi phục kiếp trước đỉnh cấp lực mới có thể dung chuyển hết thảy. Đến lúc đó, thiên đạo cung thì như thế nào? Hiên viên mặc tà thì như thế nào? Bất quá đối với người đàn ông kia, nàng vẫn không có dung chuyển tư cách chỉ có thể xem đời này Diệp Thần có thể đi bao xa. Kỳ Tư Thanh nhìn về phía người ngoài cửa, mở miệng nói, chuyện gì? Vậy ngoài cửa đệ tử Thanh Âm run rẩy nói, Kỳ Tiên Tử, Tông Môn bên ngoài, có người cầu gặp, ai? Thần Quốc Khúc Gia Gia Chủ. Lời này vừa nói ra, Kỳ Tư Thanh giếng cổ không dao động trên mặt viết đầy kinh ngạc. Nhanh như vậy tìm được ta sao? Vẫn là gia chủ tự mình tới Tông Môn. Kỳ Tư Thanh lầm bẩm chốc lát, lại tiếp tục trở về vị trí trong mắt đóng chặt tiến vào tu luyện không gặp nàng cự tuyệt cùng trong chốc lát rất nhanh diệp thần liền đi ra thần ma trì vừa ra tới liền thấy được người trước mặt sơn nhân biển hắn không khỏi có chút nghi ngờ làm sao nhiều người như vậy những người này đều là chuẩn bị tiến vào thần ma trì tu hành sao chu viễn tân không phải nói thần ma trì cơ bản không người tới sao đây là một cái thanh âm chói tai từ đám người bên trong chuyển tới. Chúng ta đại thiên tài, cuối cùng từ thần ma chỉ bên trong đi ra à? Thật là quá giỏi à, ở thần ma chỉ bên trong ước chừng nán lại 7 ngày. Vạn cổ yêu nghiệt, quả nhiên danh bất hư truyền à? Diệp thần hướng người nọ nhìn, người này chính là khâu vấn chân chó, triệu thương trì. Mọi người nghe vậy một hồi cười ầm lên, bất quá, rất nhanh liền có một ít người kỳ quái phát hiện, Diệp thần tu vi tại sao là thái hư cảnh. Không phải nói, hắn là phong môn võ giả sao. Bất quá, bọn họ vậy không quá mức để ở trong lòng, thái hư cảnh. Cũng bất quá là vậy đệ tử tạp dịch trình độ thôi. Mà lúc này, Chu Viễn Tân lật đật chạy tới Diệp Thần bên người, nhỏ giọng nói, Diệp Đại ca, ngoại môn thứ nhất khâu vấn muốn khiêu chiến người. Thậm chí, đặc biệt chạy đến thần ma chỉ từ bên ngoài đến trận người. Diệp Thần nghe vậy, hướng đứng ở đám người phía trước nhất, mặt đầy ngạo nghĩa, tu vi chảm ách cảnh chàng thanh niên nhìn ngươi, muốn khiêu chiến ta. Khâu vấn lộ ra nhìn như văn nhã nụ cười nói, ha ha, nghe nói vị này Diệp huynh đệ. Gần đây ở bên trong tông môn đầu ngọn gió quá mức sức lực, thậm chí, có người đồn, ta khâu mẫu không phải người đối thủ. Đã như vậy, ta dĩ nhiên là muốn cùng Diệp huynh đệ, lãnh giáo một chút. Diệp thần thật sâu nhìn khâu vấn một mắt, có chút kinh ngạc tại khâu vấn, lại chỉ là ngoại môn thứ nhất. Hắn nhìn ra được, khâu vấn có một loại cao cấp huyết mạch, phối hợp hắn mới vào chém ách tu vi, thậm chí có thể bộc phát ra cực kỳ thực lực kinh khủng. Như vậy thực lực, cho dù đặt ở nội môn, đều là vô cùng không cho coi nhẹ tồn tại chứ. Nếu như đã từng là Diệp Thần, sợ rằng xa xa không phải khâu vấn đối thủ, cho dù đem hết toàn lực, chỉ sợ cũng không tiếp nổi khâu vấn 10 chiêu chứ. Dĩ nhiên, cũng chỉ là đã từng mà thôi. Hắn hôm nay, không nói khoa trương, đã là vô địch tại trảm ách cảnh nhất tầng thiên, thậm chí chém ách tầng hai thiên võ giả diệp thần cũng có lòng tin đánh một trận bất quá chém ách sau chênh lệch sợ rằng càng ngày sẽ càng lớn khâu vấn tuy mạnh bất quá là một đầu mạnh một chút côn trùng thôi cuối cùng vẫn là côn trùng côn trùng tới quấy giày ngươi ngươi biết cảm thấy phiền nhưng nếu như muốn cùng ngươi tới một chàng quyết đấu ngươi chỉ sẽ không coi chứ bởi vì quá buồn cười quá tức cười diệp thần hiện tại vậy là như vậy ý tưởng hắn đón khâu vấn ánh mắt nhàn nhạt nói ừ ngươi thắng đối với hư danh diệp thần cho tới bây giờ không thế nào coi trọng coi như hắn ngay trước mọi người đem khâu vấn dẫm ở dưới chân thì có thể như thế nào chứ lãng phí thời gian mà thôi khâu vấn khẽ mỉm cười cái này cùng hắn dự liệu giống nhau như đúc có thể thần ma chỉ bên ngoài nhưng ngay tức thì lâm vào yên lặng vậy một đám tràn đầy mong đợi tới xem cuộc chiến võ giả thư ra chốc lát, rất nhanh, liền đều là vô cùng là khinh miệt nhìn về phía Diệp Thần. Bọn họ biết, nhận thua có lẽ là Diệp Thần tốt nhất lựa chọn, nhưng Diệp Thần cái này chồng, dứt khoát, không thèm để ý chút nào nhận thua thái độ, lại cùng trong tin đồn cái đó kiêu ngạo cực kỳ thiên tài, hoàn toàn không dính bên à. Bọn họ, không cách nào tiếp nhận. Quá kinh sợ chứ. Đây chính là trong truyền thuyết, kiêu ngạo vô cùng Diệp Thần. Còn ma thần chuyển thế, con rùa đen thần chuyển thế chứ. Văn Mẫn Nhi lắc đầu một cái, không có cần thiết nhìn tiếp, nàng đối với vương ấm chín nói. Đi thôi, người này, không đáng giá được nhìn tiếp. Tập 1289 Nàng và ấm chín, thật ra thì cũng không ưa khâu vấn làm người, một cái dựa vào sư phó tài nguyên tăng lên tu vi, nhưng vì mình an toàn, ổn thỏa. Ngây ngô ở ngoại môn làm mưa làm gió, mà không phải là thăng vào nội môn nghênh đón khiêu chiến người, tư chất cao hơn nữa, cũng là một cái tiểu nhân mà thôi. Vốn là, nếu như Diệp Thần thật xem trong truyền thuyết như vậy kiêu ngạo, là một đỉnh thiên lập địa nam tử, cho dù Diệp Thần sẽ bị khâu vấn nghiền ép, nàng cùng ấm chín vậy sẽ xuất thủ, đem Diệp Thần cứu. Các nàng mặc dù không phải là khâu vấn đối thủ, nhưng khâu vấn nhưng không thể không cấp bọn hắn sư trưởng mặt mũi, hai người dưới sự liên thủ, vậy đủ để ngăn trở khâu vấn mấy chiêu. Có thể hiện tại, nàng phát hiện mình sai ngoại hạng, Diệp Thần đừng nói cái gì đỉnh thiên lập địa, thật là liền khâu vấn cũng không bằng. Là nàng xem thường nhất loại người như vậy. Diệp thần đối với mọi người nhàn ngôn toái ngữ, nhưng là không chút nào để ở trong lòng, hắn người này làm việc, chỉ bằng mình ý tưởng, mà không phải là của người khác cái nhìn. Hắn hướng về phía Chu Viễn Tân nói, chúng ta đi. Thân hình động một cái, liền muốn xuyên qua đám người rời đi. Nhưng đột nhiên bây giờ, Diệp Thần trước người bóng người chớp mắt, triệu thương chi mặt lộ vẻ cười lạnh chắn Diệp Thần trước người đồng thời diệp thần sau lưng chuyển đến khâu vấn thanh âm nhàn nhạt, nhạt ta muốn hỏi một chút diệp huynh đệ ngươi tại sao cứ như vậy nhận thua đâu ta nghe nói ngươi rất kiêu ngạo đúng không hắn vẫn là mang cười ánh mắt lại bắt đầu hạ nhiệt hắn gần đây đều thích tiên lễ hậu binh nếu như diệp thần đáp thật tốt hắn vậy không phải là không thể thả qua diệp thần nhưng nếu là diệp thần đáp không tốt nói ha ha diệp thần xoay người nhìn về phía khâu vấn nói ngươi xác định ngươi muốn biết Dĩ nhiên, Khâu Vấn đã chuẩn bị xong Diệp Thần ở trước mặt hắn tự mình chê bai, phỉ nhổ mặt từ liền. Chuẩn bị xong dùng Diệp Thần không chịu nổi, tới nâng cao mình, chuẩn bị xong hưởng thụ mọi người đối với mình kính sợ. Bởi vì, bây giờ ngươi, không để cho ta xuất thủ hứng thú. Một đám đệ tử lại là cả kinh, đang chuẩn bị rời đi văn mẫn nhi, vậy chợt dừng bước, quay đầu lại, kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Tên này, chuyện gì xảy ra? Mới vừa rồi, còn một bộ hèn nhát dáng vẻ, hiện tại tại sao lại như vậy liều lĩnh chẳng lẽ đây là trong truyền thuyết nhân cách chia ra mà khâu vấn sắc mặt như là ngay tức thì lạnh như băng cứng ngắc nụ cười biến mất hắn hai tròng mắt bên trong lộ ra sát cơ lạnh giọng nói không có hứng thú ngươi nói là ngươi so ta mạnh ngươi ta giữa tranh lệch lớn đến và ta đánh một trận đối với ngươi mà nói chỉ là lãng phí thời gian khâu vấn không thể nghi ngờ là kiêu ngạo thậm chí so người bất kỳ cũng coi trọng mình kiêu ngạo cùng mặt mũi. Nếu không, hắn vậy sẽ không như vậy lâu, cũng một mực ngây ngô ở ngoại môn. Hắn không cho được người bất kỳ đối với hắn tạo thành làm nhục. Diệp thần, ta hiện tại cho một mình ngươi cơ hội, một cái mạng sống cơ hội, ở ta trước mặt, quỳ xuống, dập đầu. Nói cho tất cả mọi người, ngươi ở ta khâu vấn trước mặt, bất quá là con chó, ta có thể tha ngươi, nếu không. Ngươi biết, bước viện cuộc chiến sinh tử, mặc dù cấm chỉ, nhưng chỉ cần người không chết, không coi là cuộc chiến sinh tử, đúng không? Ví dụ như, ít đi tay, ít đi chân các loại. Ngay tại khâu vấn tiếng nói rơi xuống ngay tức thì, hắn quanh thân không khí, chợt một hồi chập chờn Một đạo khó hiểu sợ hãi hơi thở, từ khâu vấn trong cơ thể bay lên, mang uy thế vô biên, hướng bốn phương lan đi. Trong nháy mắt, phần lớn đệ tử đều là hướng sau lưng, lui một bước. Cặp mắt trợn tròn, vô cùng rung động nhìn về phía khâu vấn. Cái này, đây chính là thiên hỏi huyết mạch lực lượng sao. Thật là đáng sợ, vậy thiên hỏi huyết mạch hơi thở hiện lên ngay tức thì, mọi người chỉ cảm thấy được trước mắt khâu vấn. Lập tức đổi được vô cùng cao lớn, tựa như, thành vậy lấy võ đạo gõ hỏi trời thánh hiền vậy. Ấm chín sắc mặt khó coi nhìn về phía văn mẫn nhi nói, ngày này hỏi huyết mạch, vậy quá kinh khủng, cho dù ngươi ta liên thủ, cũng không cản được khâu vấn một chiêu chứ. Mẫn nhi, ngươi bây giờ biết liền chứ, ngạo, là phải trả giá thật lớn, thằng nhóc này nếu như nhượng bộ, hiện tại, đã rời đi, bình an rời đi. Ngươi nói tâm tính, tâm tính quả thật trọng yếu, nhưng đó là ở còn sống điều kiện tiên quyết à? Văn Mẫn Nhi cũng là mắt đẹp lóe lên nhìn Diệp Thần, chẳng lẽ nàng thật sai rồi? Diệp Thần mặt không thay đổi nhì khâu vấn, cổ tay lộn một cái, nắm thanh liên diệt thiên kiếm, đối mặt thiên hỏi huyết mạch tản ra kinh thiên uy đè, không có phản ứng chút nào. Hắn ngại phiền toái, không phải sợ chuyện, có người muốn chết, hắn sẽ không ngăn trước. Khâu vấn nhìn Diệp Thần lại thật sự định ra tay, không khỏi lộ ra một cái giữ tợn nụ cười nói. Được, xem ra, ngươi là quyết định tiếp nhận cái này cuộc chiến sinh tử. Trong tay hắn vậy nhiều hơn một chuôi đen trắng xen nhau trường kiếm, cái này trường kiếm bất ngờ là một chuôi cổ khí. Mọi người ở đây ngừng thở, khâu vấn cùng Diệp Thần giữa chiến hỏa chạm một cái liền bùng nổ lúc đó, đột nhiên, một đạo êm tai giọng nữ, ở thần ma chỉ trước vang lên chờ một chút. Mẫn nhi, ngươi làm gì? Ấm chín sắc mặt biến đổi, muốn ngăn cản, cũng đã không còn kịp rồi. Văn Mẫn Nhi thân hình chớp mắt, liền xuất hiện ở Diệp Thần cùng khâu vấn hai người bây giờ. Khâu vấn chân mày khều một cái, có nhiều thú vị nhìn Văn Mẫn Nhi hỏi, Văn Mẫn Nhi, ngươi muốn làm gì? Văn Mẫn Nhi nói, khâu vấn, lấy ngươi thân phận không nên vào một tên tạp dịch viện đệ tử đánh một trận chứ. Mặc dù, mới vừa rồi Diệp Thần trả lời rất liều lĩnh, để cho người cảm thấy có chút cuồng ngông có chút tự đại nhưng dầu di diệp thần là có dũng khí khiêu khích khâu vấn là có dũng khí tiếp nhận chiến đấu văn mẫn nhi nếu thấy được nàng muốn thấy như vậy nàng sẽ làm được nàng cảm giác được mình hẳn làm đến bỏ mặc bây giờ khâu vấn mạnh bao nhiêu nói xong văn mẫn nhi hơi quay đầu nhìn về phía sau lưng diệp thần nhẹ giọng nói ngươi đi ngay bây giờ diệp thần có chút cổ quái nhìn văn mẫn nhi một mắt đây cũng là chuyện gì xảy ra mình và người phụ nữ này hẳn không biết chứ. Văn Mẫn Nhi nhìn Diệp Thần không có động tác, không khỏi được khẽ nhíu mày nói, chờ ngươi và khâu vấn động tới tay. Lấy hắn bây giờ thực lực, ta đã không dám cam đoan có thể cứu hạ ngươi. Ngươi biết cái này. Không cùng Văn Mẫn Nhi nói xong, Diệp Thần nhàn nhạt, nhạt ngắt lời nói, ta thật giống như không có nói qua muốn ngươi giúp ta chứ. Ngươi. Văn Mẫn Nhi nghe vậy, ngay tức thì sững sốt một chút. Lấy nàng dung mạo địa vị ở thần cực tông bên trong cho tới bây giờ không có ai, theo nàng như thế chuyển lời à Càng đừng đề ra, lần này vẫn là nàng chủ động giúp dưới tình huống. Người này, làm sao như thế không biết phải trái à? Lại miễn cưỡng cự tuyệt mình ý tốt. Trong chốc lát, Văn Mẫn Nhi không khỏi lửa giận đằng đằng, hư lạnh một tiếng, quay đầu lại, lại nữa quản diệp thần, hắn phải chết, sẽ để cho hắn đi chết tốt lắm. Nhưng lập tức xứ nàng không muốn thừa nhận, có thể Văn Mẫn Nhi đáy lòng, nhưng sinh ra một chút đối với Diệp Thần thưởng thức. Nếu như Diệp Thần thật xem nàng nói như vậy, trốn, mặc dù nàng cứu Diệp Thần một mạng, nhưng cũng có thể nàng đối với Diệp Thần cũng chỉ từ đây mất đi hứng thú. Có thể Diệp Thần cái này phát ra từ nội tâm cường thế, không chút nào sợ chiến thái độ, nhưng mơ hồ để cho nàng đối với Diệp Thần hơn nữa để ý một phần. Diệp Thần một bước tiến lên, đi tới Văn Mẫn Nhi trước người, đối mặt mặt đầy cười lạnh khâu vấn, nói, ngươi thiên phú không tệ, chết, rất đáng tiếc, ta chỉ ra một chiêu, có thể sống sót hay không, liền xem chính người. Nói khó nghe, Diệp Thần hiện tại xem khâu vấn, giống như tiền bối sau khi nhìn thế hệ như nhau, mà hắn hút khô thần ma chỉ. Lại không có gặp phải ngăn cản, mặc dù không có thấy thần cực tông cao tầng, nhưng Diệp Thần trong lòng rõ ràng là lấy được bọn họ ngầm cho phép. Là thần cực tông đem thần ma chỉ đưa cho mình. Lúc này Diệp Thần, đối với thần cực tông, đã sinh ra quy trúc cảm, mà khâu vấn là thần cực tông đệ tử, chết là thần cực tông tổn thất. Có thể khâu vấn nhưng là giữ tợn cười một tiếng nói, làm bộ làm tịch, cho ta chết. Hắn hoàn toàn hiểu lầm Diệp Thần ý kiến, lấy là Diệp Thần là muốn bắt mình tiềm lực, tới đè mình, để cho mình cố kỵ đến thần cực tông cao tầng bất mãn, không dám đối với hắn hạ sát thủ. Ha ha, Diệp Thần à Diệp Thần, ngươi còn đánh giá thấp một nhóm thế lực tàn khốc à. Chết thiên tài, chính là trong phế vật phế vật, không đáng giá một đồng. Dứt lời, khâu vấn sau lưng hiện lên một đạo hắc khí một đạo khí trắng hai người xen lẫn nhau dây dừa dần dần tạo thành một đạo thái cực âm dương ngư hư ảnh trường kiếm trong tay cùng hư ảnh kia muốn hô ứng bộc phát ra đen trắng hai màu trói lọi trong nháy mắt mọi người tựa như lọt vào một cái hoang vu một mảnh thế giới khắp nơi đều là chém giết khắp nơi đều là tử vong mà ở nơi này một phiến man hoang bên trong lại có một người tay cầm trường kiếm đối với hỏi trời xứ mưa gió mở ra sấm sét nhường đường, một đường đi tới trước, vậy vô số chém giết, tử vong ở trước mặt hắn, cũng hóa thành hư không, cái này tàn nhẫn thế giới, cũng cúi nằm ở hắn dưới chân. Người này, chính là Khâu Vấn. Đây là thiên hỏi nhất tộc, ngang dọc lên thời xưa khí thế. Kiếm quang chớp động, một kiếm chu diệt. Khâu Vấn cả người, cũng dung nhập vào vậy đen trắng hai màu giao thoa kiếm mang bên trong, một người một kiếm, hóa thành một đạo đen trắng điện quang, chém về phía Diệp thần thiên địa làm rung động tựa như một kiếm này là đối với trời là đối với vũ trụ trung cực chất vấn trời cao bên trong đại trưởng lão nhướng mày một cái hướng về phía ngọc chân tử hỏi có cần hay không ngăn cản khâu vấn một kiếm này rất tươi đẹp võ đạo ý cảnh đủ để sánh bằng đệ tử chân truyền ngọc chân tử nhưng là khẽ lắc đầu nói như vậy tâm tính chết không có gì đáng tiếc à đáng tiếc lại một tên trưởng lão than thở thật lấy vì mình có đột phá liền không người nào có thể địch sao. Lão Lý tên kia, muốn thương tâm. Lúc này, bọn họ ánh mắt, đều đặt ở khâu vấn trên mình, có thương tiếc, có chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, có nổi nóng. Bọn họ nói, lại là khâu vấn. Ở những cao tầng này trong mắt, cái này thức tỉnh thiên hỏi huyết mạch siêu cấp yêu nghiệt, lại căn bản không ngăn được diệp thần một chiều. Nếu để cho người khác nghe gặp, sợ rằng thật muốn sợ choáng váng. Mà ngay lúc này, Diệp Thần, động. Hàn Vũ động trong tay thanh liên diệt thiên kiếm, phá thiên lực ở trong người phun trào, một kiếm, hướng khâu vấn chém tới. Thậm chí, không có dùng kiếm pháp. Một kiếm ra, diệp thần như là khẽ cao mày, tựa hồ có một chút trần chờ cùng khó chịu. Mọi người thấy diệp thần thần sắc, không khỏi khẩn trương. Diệp thần, hiện tại rốt cuộc sợ sao. Cường giả giao thủ, kiên kỵ lớn nhất, chính là lâm trận mất bình tĩnh. Diệp Thần vậy một chút trần chờ đã quyết định hắn bại cục. Khâu vấn trên mặt cười nhạt cùng giữ tợn, cũng là dần dần phóng đại, tựa như đã thấy thắng lợi. Một khắc sau, đen trắng kiếm mang rốt cuộc đụng phải Diệp Thần thanh liên diệt thiên kiếm. Rắc rắc. Một chút vỡ vang lên, truyền vào mọi người trong tai, nhưng rất nhanh, liền bị một tiếng tựa như có thể chấn động cả thế giới vang lớn bao phủ. Vô cùng mênh mông cự lực, bộc phát ra, không có mang lên chút nào kiếm khí, linh lực, ánh sáng nhưng một kiếm này nhưng chém ra cuồn cuộn hắc ám vậy hắc ám chính là bể tan tành hư không mà nguyên bản nhìn như uy thế vô biên đen trắng kiếm mang nhưng kể cả khâu vấn cùng trung bị vậy từ từ hắc ám cắn nuốt rất nhanh hắc ám tiêu tán hư không di hợp mà diệp thần vẫn còn là hơi khẽ cao mày ngưng mắt nhìn trong tay thanh liên diệt thiên kiếm nhẹ quá nhẹ cái này cùng phách sức nặng thanh liên diệt thiên kiếm đối với bây giờ Diệp Thần mà nói, đã không thích hợp sử dụng. Cho nên, mới vừa rồi ở hắn xuất kiếm nháy mắt, mới có chốc lát trần chờ. Bất quá, cái này cũng không ảnh hưởng Diệp Thần trong nháy mắt giết khâu vấn. Hắn nhìn lướt qua khâu vấn nguyên lai chỗ ở vị trí, nơi đó, chỉ còn lại có bị Diệp Thần một kiếm chặt đứt chuôi này cực phẩm cổ khí, cùng với khâu vấn túi đựng đổ. Dù sao cũng lực lượng ra chỉ xuống thanh liên diệt thiên kiếm, có thể nói là vô địch, cổ khí, vậy không đỡ được chớ nói chi là, khâu vấn thân thể, thậm chí, liền kêu thảm thiết đều không phát ra, liền hoàn toàn biến thành hư không. Diệp Thần nhàn nhạt, nhạt nói, xem ra, ngươi liền một chiêu cũng không chống nổi. Dứt lời, vung tay lên, đem khâu vấn túi đựng đồ thu vào, xoay người rời đi. Hắn hy vọng, khâu vấn túi đựng đồ bên trong có thể nhiều hơn một chút cực phẩm vật liệu, để cho hắn có thể dùng để lần nữa chế tạo Thanh Liên Diệt Thiên kiếm. Lần này hắn sẽ dùng tới còn dư lại toàn bộ kình thiên thạch. Chỉ là suy nghĩ một chút, mới thanh liên diệt thiên kiếm kinh khủng kia uy lực, diệp thần trên mặt liền không nhịn được hiện lên một nụ cười châm biếm. Mà ở thần ma chỉ trước, như lưu lại một đám hoàn toàn đờ đẫn, tựa như mất đi linh hồn giống vậy thần cực tông đệ tử. Ngoại môn thứ nhất, thức tỉnh thiên hỏi huyết mạch khâu vấn, cứ như vậy, chết. Và con kiến hôi vậy, bị nghiền ép. Không ít người, nghĩ tới liên quan tới diệp thần truyền được càng ngày càng mơ hồ truyền thuyết đều không khỏi được dùng mình một cái mà những cái kia mới vừa diễu cợt nhục mạ qua diệp thần người chính là trực tiếp sợ vỡ mật sụi lơ trên đất thậm chí có người đều nói tim tan vỡ bị sợ được thiếu chút nữa tẩu hỏa nhập ma văn mẫn nhi cũng giống như gỗ vậy đứng tại chỗ bỗng nhiên mặt đẹp bên trên bay lên một phiến đỏ ửng tựa như bốc cháy vậy nóng hổi nàng mới vừa rồi còn để cho diệp thần rời đi còn muốn quản Diệp Thần việc vớ vẩn, còn cảm thấy Diệp Thần không biết điều. Đây không phải là xấu hổ mất mặt sao? Nàng Văn Mẫn Nhi, cho tới bây giờ không có giống như vậy bêu xấu qua à? Hừ, đáng chết người đàn ông. Văn Mẫn Nhi xấu hổ mắng một tiếng, cũng không để ý ấm chín kêu lên, liền tự nhiên rời đi. Lúc này, Diệp Thần đã tới Thần Cực Tông bên trong luyện khí các, bỏ ra một ít điểm cống hiến sau đó, liền có thể sử dụng bên trong tông cao cấp luyện khí dụng cụ mặc dù thanh liên diệt thiên kiếm lấy kình thiên thạch làm trụ cột chủ yếu dựa vào lực lượng tới mài không cần quá cao đẳng luyện khí dụng cụ bất quá ó dĩ nhiên so không có tốt lúc này diệp thần tay động một cái đem đúng khối kình thiên thạch lấy ra cùng người khác hơn được từ khâu vấn đám người cực phẩm vật liệu cùng chung ném vào nhiệt độ cao nham thạch nóng chảy bên trong ba ngày sau diệp thần vô cùng là cố hết sức cầm lên một chuôi trường kiếm màu xanh đem để ở bên người hơi khạc ra một hơi nhìn vậy phỉ thúy vậy lục được hơn nữa thấu triệt thanh liên diệt thiên kiếm diệp thần khóe miệng nâng lên vẻ mỉm cười bây giờ thanh liên diệt thiên kiếm có càng kinh khủng hơn sức nặng nếu không phải vận dụng phá thiên lực hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng bắt được mà thôi cái này sức nặng chính thích hợp hắn hiện đang sử dụng